Hello, xin chào tất cả anh em. Anh đã đến với lớp theo của kênh YouTube mua bán mấy cú quậy cũng lắp tự tôm cho mắt cỏ của mình ha. Thì cũng lâu rồi mình không quay clip anh em máy về test máy này kia. Ra con này về cũng gần cái tuần. Làm xong mình những bị mình giao luôn chứ mình không 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 có quay cái clip giới thiệu cho anh em coi. Thì hôm nay con này mình hoàn thành hôm qua rồi. Kiểm tra đủ ok hết. Rồi xong giờ mình quay clip ha. Thì như anh em thấy ha. Con này là con Gabit máy gió, ngồi rất là đẹp nha anh em. Anh em nhìn áo sống này kia còn rất là liền lạc ha, màu rồi này kia còn tươi, bô này kia cũng ngon luôn. Như con này cái bô nó bằng sắt inox, mình quên không biết như cái bô bằng inox bằng sắt không biết nhá, không nhớ chính xác, mình nghi nghi là bằng sắt nhiều hơn, mà cái bô cũng còn đẹp lắm. Con này nằm bê tông bóng giận luôn nha anh em. Quay cái góc này nhìn nó hơi tối nè, tại vì lâu ra thì nó chá nó sáng, thấy thấy cũng khó. Thì con này là cái con Rabbit máy gió bích tông 68 ly ha. Thì thật ra cái lốc của con này với con máy nước đi chang nha anh em thấy rõ không, lốc cũng còn vàng ha, vàng nhau à, không có khác gì trơn. Anh em có thể ịn cái nồng nước vô đây xài bình thường, vẫn xài quạt gió gác nước chơi cho vui. Cái nồng đi chang mình cũng còn cái nồng của Rabbit 68, mà nồng của Rabbit đề 68 đề mới luôn, thì giống con này vậy nè, mình đã làm hoàn chỉnh rồi. Cái bô thì mình không có sửa tiêu lại, mình cắt cho nó ngắn ra thôi. Lý do là ảnh chế cái này là chế cái dù, cái diều lượng chứ không phải cái dù lượng nha, cái diều lượng nó khác. Thì không cần thiết phải chĩa ra sao, tại còn làm cánh quạt nó dướng mất công chĩa xuống chắc cú. Mình không cần phải là sửa cái tiêu lại. Thì đó mình nhìn tình hình thực tế để mình làm thôi. Chứ không phải là đi theo một cái bài này kia. Phải xoay chuyển xíu. Thì con này nó còn zin ha, nguyên con zin luôn. Tại con này là cái con nó nằm trong cái kho của người ta, lâu rồi thôi mới xài. Rồi mình thấy được mình lấy. Thì thật ra đây là cái con trong con Rabbit máy gió, con là mình lấy được con thứ ba nha anh em. Và tất cả đều là xài dù lượng hết. Thì hoàn thành hôm qua rồi. Cũng lên bình xăng này kia. Đấu dây điện đề sạc. Mình không có gắn bắt vô máy, tại ta chế dù lượng mà này ta để lòng thòng, mà nữa ta bắt chỗ khác làm dây dài dài để anh em gắn cho nó dễ. Ok hết rồi ha, con này cũng nhảy nổ luôn, mình để qua đi mình đề nhẹ nó chạy luôn, mà nó chạy găng ti Thái Lan, nhìn nó lên xuống một hơi nó mới đều rồi, giống như đùi xăng nó chưa có đều vậy đó, thì nó chạy nó vậy. Mình có cái chú ý cho anh em như thế này, thì những con máy gió nó sẽ kêu nha anh em, nó có một tiếng kêu rất là đặc trưng là kêu cốc cốc cốc, đó là mình biết cái bệnh cái đó là cái gì rồi, mà bắt buộc nó phải kêu đó là nó bị vũ cháy. Có nghĩa là sao, có nghĩa là bê tông nó làm nó lỏng hơn cái nòng, tại con máy gió nó rất là nóng nên nó phải làm nó hơi hở hơn như bình thường, đặng cho khi nó nóng quá nhiệt nó giãn nở ra nó vừa lại nó không có kêu. Cho anh em mà làm vừa khích như con máy nước anh em chạy thì nó giúp nó bó cứ ngắt luôn à. Cái đó là cái thực của người kỹ sư người ta chế ra thì nó như vậy, chứ không phải là tự nhiên người ta lại làm như vậy nha anh em. Cái đó là cái đó là cái kỹ thuật bên cơ khí người ta tính toán ra thôi, mình thì mình chỉ là người sử dụng, mình khi mình không hiểu tại sao ta làm như vậy. Cái con này mới chạy lên nó không có kêu tiếng gì luôn, mà chạy một hơi vẫn có tiếng cọc cọc giống như con Shibora, nhưng mà tiếng nó nhỏ hơn. Một cái nữa là cái con này cái quạt nó bự lắm, cái quạt nó bự hơn quạt của Shibora nha, nó quạt rất là mạnh luôn á. Cái quạt này mấy cánh vậy ta, 4-10 cánh nha nè, cái quạt tới 10 cánh lận. Nhưng Shibora cũng 10 cánh mà cái cánh nó nhỏ hơn, cái bản dài của nó nhỏ hơn. Con này còn rất là đẹp. Vô lăng này kia giật, vô lăng này vô lăng đặt. Con này chạy rất là êm luôn, mình thấy nó êm. Mượt máy. Mặc dù con này là mát bằng gió nhưng mà cái bô nó vẫn có là mát bằng nước nha nè. Cái cống này là ống nước gô nè. Nhưng mà nếu anh ấy cái anh chủ máy anh chơi diều lượng thì cũng không cần thiết có làm mát cái bô đâu, tại cũng không quan trọng, thì ba trên đó nước gió nó cũng thổi cũng đỡ rồi không sao, không đến nổi. Chủ yếu là chạy nó có gió nó phất phất là được rồi. Đèn đấu đề sạc rồi nhé. Thì trong clip này mình hướng dẫn cái phần tỷ lệ pha cho ảnh luôn, tại vì ảnh cũng khách mới thì mình cũng phải nhắc lại cái phần nhắc đi nhắc lại cái phần pha nhớt hoài để cho số anh em nắm chính xác cho nó dễ, để khi khỏi có thắc mắc này kia.
Thì những con máy gió này thì tỷ lệ pha là 25 1, máy nước thì có thể em pha thể 30 cũng được tùy, nhưng mà con này pha 25 thôi. Là 25 lít xăng 1 lít nhớt á. Anh em tự chia ra ha, hoặc là áp dụng theo công thức của mình hướng dẫn á. Một là lấy số lít xăng chia cho 25, hai là lấy số lít xăng nhân cho 40. Ví dụ như bây giờ anh em pha 5 lít, anh em nhân cho 40 là 200. 5 nhân cho 40 ra 200, 200 tức là 200 lít nhớt ha. Đối với tương đương với 5 lít xăng thì cũng vậy thôi. Hoặc là anh em lấy 5 anh em chia cho 25 nó cũng ra 0,2 thôi, tức là 225 đó, 200 lít nhớt đó. Cái nào cũng đúng. Thì tùy anh em thấy cái nào nó tiện thì anh em chia cho nó dễ thôi. Theo mình thì nên lấy cái số lít xăng nhân cho 40 cho lẹ, khỏi chia. Cái nào cũng đúng thôi. Cái này hoàn chỉnh, còn này chạy im, này im. Trước khi nổ máy mình có nói thêm cái phần này cũng hơi tế nhị xíu mà nó cũng trải qua rồi, thôi mình chỉ nhắc để cho nó vui thôi. Đó là bây giờ thì hiện tại thì trên mạng ta bán rất là nhiều máy, nói chung là có mấy chục cái kênh vậy, nó bán đủ loại hết, động cơ cũng có, nguyên cái cũng có. Thì cũng có những kênh thì người ta hỏi mình á, làm cái giả bộ làm khách ta hỏi mua máy mình rồi cho báo giá này kia, hỏi từng món đó nha anh em, hỏi động cơ nè, rồi hỏi cái buồng bơm bao nhiêu tiền nè, hỏi cái bơm chân không bao nhiêu tiền nữa, về người ta đang ta biết giá là người ta bán, người ta không có biết, người ta cũng không có biết về thông tin về máy luôn. Người ta lên ta xem những cái clip của mình, ta giới thiệu chi tiết như gì nè, mình đó con này 568 mã lực nhiêu, vòng tua nhiêu này kia đó, người ta giờ ta học lỏm theo y chang vậy. Người ta là quay clip người ta nói y chang một bài, y chang của mình nói luôn khác chứ, cái phong cách nói mình biết. Thì sau này mình cũng biết kênh đó là kênh nào biết hết trơn à, sao không biết được. Thì nói chung cái đó chỉ là chiêu trò người ta học thì cũng bình thường thôi, mình đối với mình thì cũng không có gì xâm phạm bản quyền gì. Tại vì ba này mà cũng không quan trọng, thì ai bán được thì bán, cũng không quan trọng thôi. Chỉ nói với anh em là cũng có người học cái kịch bản của mình á, rồi diễn lại thôi, cũng có. Thì có nhiều kênh luôn. Tại vì máy này không phải ai cũng biết, kể cả cái người làm việc tiếp xúc với cái máy này cũng chưa chắc là biết nữa. Thật ra mình thì cũng biết một phần thôi chứ không phải mình biết hết. Nhờ mình làm nhiều máy nên mình mới có được thông tin của nó, hoặc là lên trang chủ của cái máy này nè tra ra thì mới có để. Chứ động cơ thì nhiều khi nó để anh em cũng biết hoặc là không có để. Cái phần đó là cái phần kỹ thuật của động cơ đó, mình giới thiệu thêm cái phần này thôi ha. Đây mình giới thiệu bao nhiêu thôi, quan trọng nhất vẫn là test. Anh em gắn ổ khóa đề tôi su ốp nè, on nè, đề ra anh nghe thấy cái phần học không? Con này quạt gió nó rất là mạnh nha, nên nó quạt rất mạnh luôn, con này quạt mạnh lắm luôn à. Nên là sao á, sao mà không mạnh bằng ở đây nè, là gió nó đi lọt từ đây qua đây nè, nè nó có một cái miếng nó bát ở đây nè, nó có hai góc cái bát ở đây á, nên cái gió nó chắc là nó lọt từ bên đây lọt ngược qua đây nè, bởi vì bên đây nó mát chứ đừng ngủ dần hết. Cái máy là đều á, mà có cái miếng giữ trái đặc trưng á, cái đó không quan trọng, tại thì kỹ sư nó đã chế vậy rồi. Con này tiếng máy nghe hay, Fujin chưa là chưa móc tiêu luôn, cắt tiêu rồi thôi, nó hơi lớn hơn xíu rồi. Giờ muốn gì tôi vô à? Anh thấy dòng tua máy lên gớm không? Đối với những con nhỏ nhỏ nè, thoải mái khỏi sợ nhà hết ga cũng được, không cần phải dịnh cái nền luôn, nó chạy em thấy cái máy nó nằm im không, không chỗ mà nó lưng 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 rồi chứ nó bị chạy cái máy đi, giống như mấy con 72 76, nó mạnh hơn thì nó cái lực nó lớn hơn, nó giật hơn. Mấy con này nằm chỗ không, anh em lưng lưng thoải mái không, thì cái này mình cho nổ ra thì hơi lớn nè, cho nó nổ tròn tua á, mà ra xuống ra thì nhỏ cũng được. Không mở rồi đó, quan trọng mình cho cái máy nó nổ tròn vuông để nó không giặt. Nhiều máy chó nó biết cái quả quả con này hơi nặng nha, nó nặng hơn máy nước, anh em nhìn cũng biết rồi. Tắt máy này mình nói thằng đó à, anh em nghĩ đi, cái nồng gió nó đã nhiều rãnh tản nhiệt rồi, nó bự rồi, rồi thêm cái áo này nữa, mặt nạ này nữa, tất nhiên nó phải nặng hơn máy nước, anh em nhìn máy nước gọn the ha, chút xíu rồi
đang 72 đời mới của mình nè. À, cho nằm đây. Giờ 76 anh quăng lên dàn cầu chạy rồi. Buồng dên của máy gió máy nước này giống nhau hết nha nè, chỉ khác cái mặt nạ có quạt gió anh thôi chứ không gì chứ. Nhìn con này cũng liền lạc á, nhìn nó mình thấy nó đẹp hơn con Shibora mà nó cồng kềnh hơn, nó nặng hơn. Cồng kềnh thì cũng không cồng kềnh mà nó thấy nó liền lạc hơn xíu. Shibora thì chụp giật nó nhỏ, nhìn nó cũng gọn. Mà được cái bô này nè, nó nằm dẹp gì nó không có thòng dài như của Shibora. Mà thấy con này nó gọn hơn Shibora luôn, thích này hơn Shibora. Bằng này làm dàn cầu chết đang chạy dưới sông nó khó hơn Shibora. Shibora có nền sẵn, nói chung cái nào cũng có ưu nhược điểm mà. Thoải mái, lâu rồi mình có quay clip nói chuyện với anh em này kia, sao anh em hỏi máy này kia, máy khi về mình cũng không báo đâu. Anh em nào thấy mà thấy thân thuộc này kia đó gọi là có đam mê đó, mình mới báo cho anh em thôi chứ báo lung tung anh em nhầm khi đằng co này nọ mình mệt nó phí thời gian của mình, đơn giản là vậy đó. Còn con Gabit 68 nữa kìa, con cũng còn đẹp lắm, ấp còn vàng hay hơi. Làm dàn cầu, nhận làm dàn cầu cho khách luôn, thành ta cũng đặt cọc rồi trơn à. À, mình là người mua bán, mình đại kỵ một chuyện đó là anh em kêu mình làm xong test cho coi đi rồi anh em thấy ok rồi anh em mới đặt. Ai đâu rảnh mà làm gì, nó thẳng cái gì nó thẳng luôn rồi gì luôn, không ai rảnh hết chứ, bắt buộc mắc gì mình phải làm gì chi cho mệt mình vậy. Trong khi đó khách mình rất là nhiều thì anh em thấy tin tưởng được, nó thẳng là tin tưởng được mình thì có thể đặt cọc, mình làm hoàn chỉnh, anh em coi chạy ok anh em chấp nhận anh em lấy. Còn em không chấp nhận mình kiếm con khác anh em, chứ không phải mình ép anh em lấy con đó. Số anh em gọi điện mình cũng từng chia sẻ những việc này rất là nhiều lần này. Việc đó mình rất bực, không ai rảnh đâu mà làm hoàn chỉnh cho anh em câu như gì rồi đến anh em chấp nhận hay không, không ai rảnh đâu, nó thẳng là gì, đặt cọc trước mình mới làm không à. Thì con này ngày mai anh sẽ đóng thùng mình giao ra, đơn giản vậy thôi, thu hộ ship code cũng được hết, chuyển khoản cũng được hết, người ta đặt cọc mới thôi. Thì lý do anh đó anh giải thích là lần đầu cũng mua chỗ mình thôi, cũng gọi là cái gì đó ăn cái đi, đặt cọc thôi chứ không chuyển khoản đủ. Thì cái đó tất nhiên mình cũng không nói gì, chuyện bình thường. Còn những em quen gọi là tin tưởng mình, theo dõi kênh mình lâu rồi, từ lúc mới thành lập luôn, thì ta chuyển khoản đủ cái rẹt luôn mà dù chưa có máy nè. Thì có một anh bên Đồng Tháp đặt mình một cái full combo bình xăng 72, thì anh chuyển khoản đủ rồi đó, mà mình chưa có đao máy nữa, anh chuyển hơn một tháng nay rồi. Thì trước mình có đưa con 72 kia cho ảnh mà ảnh thấy con đó nó không có vừa mắt thì thôi, mình gửi con mình bán con đó rồi, người ta cũng nhận rồi, mình kiếm con khác cho ảnh thôi, vậy nó chuyện bình thường. Chứ phải mình ép anh em lấy ngay con máy xấu, con máy nó bị này bị nọ, mình không có chuyện đó. Anh em vui vẻ nhận con máy thì ok, chấp nhận. Ừ, nó có khuyết điểm này nè, nó bị gì nè, hay là nó không đẹp gì đó, ốc nó không được vàng, anh em thấy không hợp lý, anh em không muốn lấy con này thì anh em mình kiếm con khác cho anh em, chứ không phải mình ép anh em lấy ngay con đó rồi. Mình bán thì mình bán, mình cũng vui vẻ, anh em nhận anh em khách anh em cũng vui vẻ nha, chơi mới được chứ người vui người không vui sao chơi. Thì đó là mình thẳng thắn mình nói thẳng với anh em vậy cho dễ. Như con này là còn rất là đẹp nè, mình bán giá rất dễ, mình ra giá nào cũng được chứ, nhưng mình giá mình nó cố định mà anh em cũng biết rồi. Thì bây giờ cũng rất là nhiều kênh nó bán giá nó không giống nhau đâu, mà thường thường anh em mua những con máy mà những kênh nó bán này mệt lắm, nhưng giờ làm nhiều thứ lắm nó chạy được, nó chỉ bào nổ cho anh em về anh em tự làm. Nhằm khi chưa vệ sinh sạch sẽ, nó vệ sinh vòng vòng ngoài xong bên đây còn bên trong còn dơ hầy luôn. Con này mình rửa bên trong hết trơn luôn, rửa hết bên trong áo mình còn rửa nó sạch gì nè, nó không cống đóng bà dơ dơ vòng vòng xung quanh này. Cái áo này anh em thấy quạt gió không, mình rửa hết, mình không có gỡ quạt gió ra, nhưng mà mình gỡ cái áo này ra, mình rửa bên trong của cái áo này luôn, bên mép trong này nè, cái quạt mình rửa từng cánh luôn, đừng cho nó dính vào dơ, nhìn nó ướt mắt. Là mình thì qua đồ dơ mình không có chịu, phải rửa sạch sẽ này kia mình mới làm cho nó hoàn chỉnh, chứ phải rửa sơ rồi giao đi cho người ta về ta rửa lại. Mình bán để mình có lời chống rồi, mình không làm tròn những vụ để mình rửa cho sạch nó gì sao được. Ở đây mình có chia một cái miếng thun nha nè, tặng đừng cho mấy ruột xe thôi, đừng cho nó bị va đập, nó bị chóc nước sơn á, với lại bị mòn á. Thì anh em nào có chơi thì mình nhắc anh em làm cái này luôn để đừng cho nó bị va đập của cái chụp giật, lâu ngày nó bị lỏng á. Em ép miếng cuộc xe vô là ok, không có bị va đập, đỡ có đập rất là nhiều. Cái đó mình chia sẻ với anh em á. Chị má anh em xài má mình thì dễ làm sẵn nè, về anh em chế sử dụng. Còn mà nó có bị trục chặt rồi này kia, ví dụ như là chạy không ngọt, hay là sao hộp ga nào, hay là đề nó nhảy khó nổ vậy đó, thì anh em cứ báo mình hướng dẫn anh em khắc phục, nó rất dễ thôi.
Thì cái phần đó cũng còn liên quan đến một số phần khác. Ví dụ như anh em mua máy chỗ khác, anh em hỏi mình gặp gì nhiều trường hợp đó rồi. Em mua máy chỗ nào đó không biết nữa. Khi hỏi mình rảnh thì mình cũng trả lời, làm mình bận thì mình cũng không trả lời đâu. Chứ thật ra mình có quyền không trả lời. Tại vì anh em không phải mua máy của mình, mắc gì mình phải trả lời làm gì, nó thẳng là vậy. Anh em mua chỗ nào anh em hỏi chỗ đó. Đúng không? Điều đó đâu có gì đâu, mình đâu có lỗi lầm với anh em đâu. Anh em hỏi mình mà. Còn anh em nào lịch sự á, hồi mình gặp một số anh em lịch sự mình cũng tôn trọng anh em đó, mình quý lắm. Là anh em đó nói là nói mới vô là hỏi mình trước, hỏi anh có rảnh hay không, rồi mình nói anh cứ hỏi đi. Thì anh em nó nói là thật ra tôi mua máy chỗ khác nhưng mà nó bị cái này nè, rồi anh có thể giúp đỡ tôi, anh có thể bỏ thời gian giúp đỡ tôi được không, tôi cảm ơn nhiều. Thì người ta mới vô, người ta đã nói cái câu lịch sự trước như vậy, anh em nhắm anh em không giúp được không? Tất nhiên em phải giúp, người ta là lịch sự, người ta biết mình cũng bận công việc chứ phải rảnh hơi đâu mà ngồi trả lời chuyện khơi khơi đâu, làm gì có chuyện đó. Tao cũng biết nó hỏi trước cái anh có bận gì không, anh hãy giúp tôi chỗ này cái này được không, mặc dù tôi mua không có, tôi mua máy của anh. Anh em cũng sẵn, tôi như mình thì mình cũng sẵn sòng sẵn lòng mình giúp cho anh em cái thắc mắc cái khó khăn đó thôi. Số anh em thì ba vô hỏi tùm lum hết, hỏi mình trả lời cũng không kịp luôn, nhắn tin cũng có, gọi điện cũng có, mà mua máy chỗ nào mình không biết nè. Bởi vì có số chỗ thì nhằm khi mình bực mình trả lời cho nó khỏe, tại mình bận. Nói chung không ai mà gánh mà ngồi bên bên cái chỗ mà chuyên viên tư vấn cho anh em được. Số anh em lịch sự gì thì mình rất là trang trọng, thoải mái. Có thể mình nói vụ này ra, số anh em bắt đầu sẽ làm theo chuyện đó thôi, để hỏi được những vấn đề cần thiết. Nghĩa nào cũng có hai mặt hết á. Thì mình là người miền Tây, nghĩa nào mình nói thẳng, thoải mái. Ừ, anh em chơi được chơi, anh chơi được thôi. Phù hợp thì chơi à, đơn giản gì. Rồi, khởi động lại nha. Tức là nói lay quanh cũng dài. Nói nhiều nó cũng mệt thôi, cũng sướng vậy đó. Đây anh em. Con này đề chạy lên tay luôn. Lắc qua chưa kịp buông là nó chạy rồi. Tiếng máy thì rất là ngon. Mà có tiếng kêu phật cộng. Mà tiếng kêu này nhỏ thôi. Bắt buộc phải có tiếng kêu không? Nó gió mà. Gần tay mấy con này nghe phê. Khá nghe gần tay chưa? Lâm ra lắm nha, con này lâm ra lắm. Ấn một gió nè, muốn hơn duo. Cái hạt gió nó lớn hơn tiếng bồ luôn nè. Lớn kinh thiệt. Ở công nhận con này đẹp thiệt. Hầu như con này là đẹp nhất trong máy gió mình lấy. Máy gió của ra biết hai con trước cũng không đẹp bằng à. Nói chung thì con nào vẫn cũng ô bích tông là bích tông cũng đẹp hết, nhưng mà con nào này nằm bích tông rất là đẹp luôn, bóng hới luôn, tốt thấy mặt luôn em. Gió nó quạt ghê mạnh thiệt, chỗ này mạnh ghê mạnh luôn, chỗ này thì nó yếu mà chỗ này mạnh lắm. Chỗ này nó còn cái áo sắt ở đây nữa, mình thấy nó cồng kềnh nó gỡ bỏ rồi, nó cũng không quan trọng gì, kệ nó. Nó miếng sắt nó hôm gì vậy? Còn nổ tiếng ngay nè. Cái này đều luôn. Thôi là nạp nẹt nằm chỗ bộ không đi đâu. Đã quá. Con này phải má nói là chuẩn. Mình chỉ rửa thôi, mình có sơn phết gì cả. Tại nó đẹp thì đâu cần thiết sơn phết gì, chụp giật cũng còn bóng luôn nè, mà nó bị chày vận chuyển này kia. Nói chung là cái này nó kiếm mấy con đẹp nó cũng khó lắm nè. Chứ tất nhiên bây giờ máy trên bãi thì lên giá lắm, tại lớp nào người cò mua bán, rồi lớp nào bãi bán tùm lum trên giết thì giá lộn tùm phèo. Mà thôi kệ, thị trường nó gì cũng ai đâu ai ngăn cản được, phải chấp nhận thôi. Thì anh em chơi máy điện thời gian thì từ từ nó cũng qua, tới tới đợt khác thôi. Rồi thì đó là cái phần cơ bản giới thiệu cũng như test hướng dẫn pha nhớt cho anh chủ máy rằng nó biết pha cho chính xác, anh chạy cho nó bền. Thì mấy con này thì chế dù lượng thì anh em chế thành công nhiều rồi, mình bán hầu như mấy máy gió đào thành dù lượng nhiều hết, dù lượng gì đó. Còn chạy dưới sông thì cũng ít thôi, tầm 5-6 cái gì. Rồi clip mình cũng lây quay cũng dài ha. Rồi mình xin kết thúc clip mình tại đây ha.
À, nếu anh em thấy kênh mình có gì đó thú vị hay là anh em cần thiết á, thì em phải đăng ký hoặc là bình luận những vấn đề mà anh em quan tâm. Nhưng mà những vấn đề thì nó gọi tạm gọi là trong cái khuôn phép, mình có thể trả lời cho anh em thôi. Anh em hỏi giá thì khi mình không có báo, tất nhiên không báo chắc rồi đó. Em nào cần thì cứ liên hệ, thì mình có mình báo trực tiếp. Anh em hỏi mình cũng không rảnh mà trả lời đâu, mình chỉ xem ra cái tại nhiều tin nhắn cả đống gì đâu rảnh mà trả lời cho hết công việc mình á, anh em thông cảm giùm ha. Rồi, clip mình xin dừng tại đây á. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo.